Xin được gửi chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi đi đâu Sài Gòn TV hôm nay qua một tuần một vấn đề. Chắc có lẽ quý vị chúng ta chỉ còn một show cuối cùng vào ngày thứ năm là chia tay và bắt đầu chúng ta chuẩn bị cho Đinh Dậu 2017. Hôm nay thì chúng tôi chọn một cái đề tài chắc lẽ quý vị sẽ cùng với chúng tôi theo dõi về sự nghiệp của một người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và có thể nói ông ta được nhiều người biết đến. Kính thưa quý vị, đó là tỷ phú Hoàng Kiều. Đi đâu Sài Gòn TV, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào thân ái đến ông vào những ngày cuối năm. Và tôi Hoàng Kiều cũng xin được gửi lời trân trọng đến chào tất cả khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV và tất cả anh em ở trong đài Little Sài Gòn TV. Ngoài ra chúng tôi cũng được nhân cái dịp này được gửi tất cả các đồng bào thân thương trên tất cả thế giới cũng như ở trong nước và cũng như ở nước ngoài. Yeah. Cho chúng tôi gửi lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe hạnh phúc. Yeah. Và những lời yêu thương nhất. Ông quên chúc một người mà người đó có thể theo dõi chương trình bây giờ, đó là cô Ngọc Trinh. Đương nhiên là cái chuyện đó là tôi phải chúc. Đương nhiên là tôi phải chúc, là tôi cũng chúc cho Ngọc Trinh tai qua nạn khỏi. Wow. Là coi như là những khi chuyến thị phi, những cái gì Ngọc Trinh đang làm thì tôi cũng chúc Ngọc Trinh, và tôi cũng rất vui khi nhắc tới Ngọc Trinh. Vâng. Anh nhắc tới Ngọc Trinh. Yeah. Thì 3 giờ đồng hồ nữa Ngọc Trinh là cái người sẽ đi về ở dưới tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Quan để phát 16 tấn gạo cho đồng bào nghèo ở đó. Wow. Trong 3 tiếng đồng hồ. Wow. Perfect. Kính thưa quý vị, biến cố năm 1975, hàng triệu người Việt Nam chúng ta rời khỏi quê hương kể từ đó. Và trong số những người ra đi vào đợt đầu tiên, chúng tôi thấy có anh Hoàng Kiều. Là một người làm việc tại Việt Nam, lớn lên tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ông đi theo ông chú của ông là nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Thị Thơ từ một tỉnh nghèo khổ ở Việt Nam, đó là tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, và đi vào Sài Gòn bước đầu cuộc đời ăn học của ông, và sau đó đến Hoa Kỳ ông định cư. Và đến ngày nay trong danh sách những tỷ phú Hoa Kỳ mà người Mỹ gốc Việt chúng ta có danh sách của ông Hoàng Kiều. Thưa ông, đến bây giờ thì ông có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi, lúc nào thì ông biết được ông là tỷ phú ở Hoa Kỳ này? Thầy, cái vấn đề tỷ phú ở Hoa Kỳ tôi được biết được là cái tỷ phú ở Hoa Kỳ nó khác. Yeah. Có nhiều người cứ nói là tưởng là một tỷ là tất nhiên là trở thành tỷ phú, không phải như thế. Vâng. Đơn giản như thế, quý vị phải cần có được một tỷ bảy. Một tỷ bảy? Wow. Một tỷ bảy rồi mới được cái tỷ phú. Mà trong cái tỷ phú đó, cái Forbes Magazine là cái tờ của ông T-Ford. Ông T-Ford là, yeah, một tỷ phú. Tất nhiên là ông chỉ toàn 400 người tỷ phú. Wow. Mà trong đó 400 người tỷ phú đó không phải ông là tỷ phú, ông có 1 tỷ thì ông được tỷ phú. Không, ông phải có 1 tỷ 7 trở lên thì ông mới được trong cái số top 400 người của cái Forbes Magazine. Wow. Là từ cái lúc đó, thật ra thì tôi cũng chẳng chú ý đến vì cái vấn đề mà tỷ phú hay không tỷ phú, là bởi vì thú thật mà nói, cái tỷ phú nó không có nghĩa gì cả. Bởi vì khi hỏi tiền, khi tôi được ở tại VTV, họ phỏng vấn VTV1, phỏng vấn, yeah, tôi về cái người đương thời, hỏi tiền là như cái gì? Tôi trả lời là tiền là như cánh phù du. Nó không có nghĩa lý gì cả. Cái vấn đề quan trọng hiện tại bây giờ, có thể ngày hôm nay ông tỷ phú, nhưng mà ngày mai nếu mà thị trường chứng khoán nó sập đổ thì ông không còn là tỷ phú nữa. Wow. Cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay là cái người tỷ phú đó có thể làm được những cái gì trong tương lai, để lại cho con cháu, để lại cho hậu sinh, để lại cho cách cả thế giới này. Và tôi rất hân hạnh và tôi cũng rất tin tưởng là cái điều đó chúng tôi sẽ làm được. Wow. Rồi một ngày đây, quý vị cứ theo dõi đi, rồi sẽ biết Hoàng Kiều là cái người cùng đứng lên với ai đó tôi không biết. Có thể là Tổng thống Donald Trump, có thể là ông Director Reno, Tổng giám đốc của cái World Health Organization. Yeah. Tôi xin lỗi, là cái Tổ chức Thế giới. Y tế thế giới. Để tuyên bố với tất cả 7 tỷ dân trên toàn thế giới này là kể từ giờ này, chiến tranh đối với bệnh tật, đối với ung thư không còn nữa. Wow. Là do những cái sự khám phá của ông Hoàng Kiều. Và cái điều đó mà cái điều chúng tôi cu mang
Khi điều đó là điều chúng tôi hằng mong ước và cái mục tiêu của chúng tôi đến đó. Đó là những cái gì mà chúng tôi mong ước và tôi bảo đảm cái chuyện đó sẽ xảy ra trong vài ba năm tới. Thế thưa ông Hoàng Kiều, tất cả những người Việt chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ có thể nói người nào cũng cặm cụi làm việc vào những cái giai đoạn đầu của thập niên 70-75. Ông cũng là một trong những số người tị nạn đến đây. Thì ông làm thế nào để có tới 1.7 tỷ mà tờ báo Steve Forbes ghi tên ông vào trong danh sách tỷ phú? Ông làm công việc gì nào? Ông đầu tư, ông mở tiệm, ông làm gì? Thưa ông tỷ phú Hoàng Kiều. Tôi nói cho quý vị biết cũng như quý vị như tôi. Trong lúc tôi còn trẻ, tôi 31 tuổi thì tôi cũng đã có nhà hàng, đã có khách sạn, vâng. Tôi cũng có xe hơi. Yeah. Nhưng mà khi tôi đi ra, thú thiệt quý vị, chúng tôi chỉ có được vài lượng vàng. Yeah. Và đồng thời cũng có được độ 2.000 đô la, là đó cái bởi vì tôi làm cho tòa đại sứ. Yeah. Thì tòa đại sứ mới trao đổi được 2.000 đô la. Đó là cái khởi công của chúng tôi bắt đầu. Không có thể khi mình tới đây, tôi đâu có ngờ rằng một ngày nào đây tôi như vậy. Yeah. Nhưng mà cái nước Mỹ là cái nước mình nói là cái American Dream, yeah. Giấc mơ Mỹ quốc. Ai đến đây, mình cũng có thể với cái sự cố gắng của mình. Và tại sao tôi lại được thành công như thế? Là bởi vì cái nghèo mà nó ra, cái khổ mà nó ra. Chính vì những cái nghèo, cái khổ đó mà mình phải cố gắng để vươn lên. Từ cái chỗ khó khăn tìm, cái chỗ cực nhọc. Một ngày tôi đi làm 3 cái job. Mà trong lúc đó các anh chưa hiểu cái cuộc đời của tôi. Năm 1980, cái bà vợ đầu tiên của tôi đó là mẹ của mấy đứa nhỏ, 5 đứa nhỏ bây giờ, yeah. Đã bỏ tôi ra đi. Trong lúc đó tôi một mình là trông nuôi con, 5 đứa con. Đứa con nhỏ là 5 tuổi, đứa con lớn nữa là 6 tuổi, 7 tuổi. Nằm bên hai đứa con, bên hai bên nách. Rồi cứ đêm nào cũng khóc lóc mẹ con. Thế cái công việc tôi làm là cái gì? Tôi trả lương 1.25 một giờ của công ty Airbus. Tôi làm việc ngày đêm. Tôi đi bán em huê. Tôi cũng đã là cái người đi bỏ báo. Tôi cũng đã là cái người mà khai thác cái vấn đề mà... Bởi vì hồi đó 75 là quý lắm. Yeah. Nếu mà nói một bó rau răm là rất quý. Tôi đã từng đi xe gắn máy tới cái bà có chủ có... Người Việt Nam đã qua đây 13 năm rồi, trước của tôi rồi, thì có bán cái rau răm. Thì chính tôi nhặt những cái bó rau răm đó, bỏ trên xe Honda, chở đi xuống Los Angeles và chở xuống Glendale để bán 1 đô la một đồng. Wow. Từ những cái khó khăn đó, mình vì quá nghèo, vì quá khổ, mình mới có cái nỗ lực để mình vươn lên. Vâng. Thế thì trong cái đoạn đường mà khó khăn cam khổ của ông, những người nào là những người sát cánh với ông, giúp ông để có thể có được ngày hôm nay trong những cái giai đoạn khó khăn? Chúng tôi được biết rằng ông xuất thân trong một gia đình ở ngoài Quảng Trị rất là nổi tiếng. Gia đình ông cũng có những người làm quan lại. Đặc biệt là chú ruột của ông là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Thì bên cạnh ông cũng những người đó, họ có kề cận, đó là những người nào hơn khác nữa, kề cận với ông, giúp ông để có ngày lại ngày hôm nay không thưa ông? Thưa cái vấn đề đó thì chúng tôi... phải nói là công cái tinh thần thì có, yeah. Là bởi vì trong thời Việt Nam, trong khi chúng tôi ở Việt Nam thì cái gia đình chúng tôi rất nghèo khổ, là ba tôi mất sớm khi tôi 3 tuổi, và cho tới khi thì 4 anh em chúng tôi là bà mẹ tôi không có thể nào cáng đáng để nuôi các con được. Thế thì mỗi người đi mỗi ngã, con em tôi thì đi bà cô cần nuôi. Còn ông anh tôi thì đi theo ra ngoài Bắc, ông cậu tôi. Rồi còn tôi thì đi theo chú Thơ tôi để nuôi. Chú Thơ tôi nuôi. Và đồng thời thằng em tôi thì cũng có Oan là những người trong gia đình nuôi. Yeah. Thì cái đó là một cái nghĩa cứ trong gia đình. Đã cũng nhờ, chính vì nhờ Hoàng Thi Thơ, chính vì nhờ chú tôi, thì chúng tôi mới có được cái ngày hôm nay, cái điều đó. Nhưng mà khi qua tới Mỹ thì ông cũng như chúng tôi thôi. Yeah. Là bởi vì chính tôi là cái người mà đưa hai em Hoàng Thi Thi và Hoàng Thi Thư đâu qua đây trước. Wow. Rồi trong lúc đó ông Hoàng Thi Thơ kẹt ở Nhật, thì sau đó chúng tôi mới làm giấy tờ để đưa ông Hoàng Thi Thơ qua bên nước Mỹ này. Chúng tôi thực thì nói mà những người giúp trong đó thì chúng tôi xin nói là có những cũng có những cái vị họ giúp,
Chẳng hạn như ông sếp cũ của tôi, ông cũng cho được 2.000 đô la để gồm vào đó để mua được cái nhà lần đầu tiên chỉ có 6.000. Mà sau này cho tới mãi sau này tôi bán được 500.000 đô la, chỉ có 6.000 đồng bạc lúc đầu. Kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và hôm nay vào những ngày cuối năm, quý vị có cơ hội gặp tỷ phú Hoàng Kiều, một trong những nhân vật mà được cộng đồng người Việt chúng ta nói đến rất nhiều. Hôm nay thì thưa anh Hoàng Kiều, chúng tôi sáng nay thì chúng tôi nói với khán thính giả, tất cả những người nào muốn có câu hỏi gì gọi vào tôi sẽ gửi lại cho ông Hoàng Kiều. Thì có một người gốc ở Quảng Trị, họ hỏi tôi như thế này, hỏi ông Hoàng Kiều có phải, chúng tôi nghe nói rằng ông giàu ngày hôm nay là nhờ cái công ông xây những cái miếu âm hồn, cái nghĩa trụng ở ngoài Quảng Trị, là những người mà chết không mồ không mả, ông bỏ tiền ra ông xây. Anh chia sẻ cái điều đó như thế nào thưa anh Hoàng Kiều? Vâng, thưa cái điều mà gọi là coi là cái xây nghĩa trụng đó, tôi không biết có trùng hợp không, nhưng mà tôi thú thật là bởi vì tôi cũng đã đi xa rồi, đã đi xa rồi từ năm 1975, nhưng mà tôi nghe được nhiều nói rất linh thiêng lắm. Và tôi bắt đầu bằng cái chuyện đó là cho tôi cầm một vài cái tài liệu. Anh cầm nhiều vào. Những cái ngài mà đã lệnh lập ra cái này, có những cái chức vụ mà mình không có thể nào nhớ được trong đầu. Thành thử vì đó, để muốn tìm một cái mảnh đất để nắm xương lạc loài có chỗ quy về. Có chỗ quy về. Ấy là đạo lý của cái người sống đối với sinh linh bất thành đã khuất. Trong cái công việc đó thì cái người mà sinh ra ông nội chúng tôi là tôi kêu là ông Cố, đó là ngài Hoàng Hữu Lợi. Cái ngài Hoàng Hữu Lợi này là cái chức tước là trung nghị đại phu phó đô ngự sử, thì tôi không biết là anh có biết cái chức vụ đó như thế nào trong triều đình đó, là ông ta thuộc vào cái đời 12 của cái hoàng tộc ở Bích Khê. Và khi như quý vị đã biết, Bích Khê Quảng Trị chúng tôi có cái dòng sông Thạch Hãn. Thì dọc theo cái dòng sông Thạch Hãn đó coi như có những ngôi mộ bị lở lói, bị xóa đi. Thế thì ông Cố của chúng tôi, ông Cố nội của chúng tôi là Hoàng Hữu Lợi cùng Cố bà đi mua bãi sào đất ở làng Thạch Hãn để quy táng tất cả những cái mộ từ trên tên ngài Hoàng Hữu Lợi, đó là ngài Hoàng Hữu Lợi, là coi như quy táng tất cả những cái mộ đó để đem về chôn ở tại nghĩa trống. Rồi tướng nam của ông Hoàng Hữu Lợi là kêu cái ông này là ông anh của ông nội tôi, là Hoàng Hữu Bính. Thì cái ông nội này tên là ngài Hoàng Hữu Lợi, là chức vụ của ông là hiệp biện đại học sĩ Hoàng Hữu Xứng. Trong lúc là tuần phủ Hà Nội thì nhận thấy có cái nhiều chi mộ tôi xin lỗi ở cái vùng Quán Hạt, và hỏi kỳ lão thì được biết đó là những cái mộ của nghĩa quân Tây Sơn hồi chinh phạt quân Thanh. Ông ta mới thiết nghĩ đến cái xương tàn của giặc còn quy tán được thành gò, huống chi đây là cái di hài của các chiến sĩ vì nước quên mình, bèn thu tập đưa về an táng ở tại nghĩa trung ngày nay. Phần đông những người về đây là nơi yên nghỉ của hơn nghìn linh hồn đi vơ vơ trong trời đất. Đây là những người liệt sĩ vô danh của đoàn quân áo vải cờ đào của Phật Quang Trung. Thế thì lúc nào là anh có ý nghĩ xây lại, cải trang lại cái những cái phần đó thưa anh Hoàng Kiều? Vâng, thì tôi cũng đi vào đó. Tôi cho ông biết là cái thời gian trước cái thời gian đó là cái nghĩa trúng này là một cái nơi linh thiêng. Tất cả triều đình ở Huế đều ban lệnh là cho ví dụ như cho gạo, cho cơm, cho cái ruộng đất hay là như thế nào đó có cái nguồn lợi để những người này san sát quy nghĩa trung này. Và cho tới năm 1972, như quý vị biết, chiến tranh tàn khốc, tất cả đều tiêu tan. Chúng tôi sau chiến tranh thì chúng tôi sau khi chiến tranh rồi thì chúng tôi dòng dõi cờ hoàng chúng tôi
bắt đầu gom góp lại, bắt đầu nghĩ lại và xây dựng lại cái nghĩa trống. Thì cái nghĩa trống được xây dựng lại qua bao nhiêu lời từ, và chúng tôi kết thúc vào ngày 26 tháng 8 1996, rồi tới năm 2004, rồi tới 2008 là lúc tôi được về. Thì những cái coi như là khi tôi được về thì tôi rất vui. Tôi rất vui là tôi được xây dựng lại, làm cho nó thế nào để cho nó có đường đi vào, và làm thế nào để những cái mộ phần nó được trịnh trọng hơn. Và chúng tôi nhân đây cũng cảm ơn cái ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đấy. Là cái ông là đã có rất nhiều, cũng như giống như hồi xưa, thời hồi xưa thôi, giống ông tỉnh trưởng vậy, ông tỉnh trưởng vậy đó. Ông chịu trách nhiệm cái vấn đề đó, và ông chính đóng, ông đích lên lên tam sóc, và ông cũng là khuyến khích tôi và giúp đỡ để cho tiếp tục hơn. Và nhân cái dịp này ông hỏi thì tôi cũng nói luôn, bởi vì tôi khổ lắm về cái vấn đề từ thiện này, sau này mình nói. Rồi tôi cũng đã nói với ông Chính rồi. Bây giờ ông Chính nói, anh Kiều ơi, bây giờ cái nghĩa trụng đó là nói nơi linh thiêng, mà cái nơi mình đã, tỉnh đã cho đất, thì bây giờ anh phải làm sao cho nó rộng rãi hơn, nó ngon lành hơn, để cho mình có thể gọi là tất cả mọi người khi đến tỉnh Quảng Trị là phải có ba cái điểm mà người ta phải đến viếng. Đó là thứ nhất là nhà thờ Lá Vang, thứ hai là cái nghĩa trụng, và thứ ba là cái nơi mà cổ thành Quảng Trị. Đó là những cái địa tích lịch sử mà không có ai không có thể bỏ qua được. Đấy. Vâng. Thì chúng tôi tiếp tục cái chiều hướng đó, và chúng tôi đã hứa với ông chủ tịch tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính, là chính ông là cái người cũng đã lên cái hiếu miếu âm hồn. Chúng tôi sẵn đây thì các ông cứ nói chúng tôi PR thì cho chúng tôi PR cái rượu của chúng tôi một chút. Khi cái rượu Hoàng Kiều đưa về thì chính ông Nguyễn Đức Chính là cái người đứng lên lại cái chỗ đó. Đứng lên lại trên cái nghĩa trúng để dâng hướng cái rượu. Và đồng thời tổ tiên ươm trồng hậu bới từng ngày vun đắp để cây đức mãi mãi xanh tươi. Đó là cái nghiêm huấn của các tiên hiền đao lao cổ chừng kinh nghiệp nơi quê linh kiệt. Con cháu hoàng tộc khắc cốt mang theo, dù phải sống ly hương khắp bốn phương trời. Cảm ơn anh Hoàng Kiều đã đưa đến cho chúng tôi một vài cái ý nghĩa của việc làm đối với những người mà họ đã hy sinh cho đất nước này. Đó là những anh hùng áo vải Tây Sơn mà đã làm cho chúng ta phải luôn luôn noi gương theo. Cảm ơn anh Hoàng Kiều rất nhiều. Chúng tôi không có thời giờ. Cho tôi nói chút. Nếu tôi nói ông Hoàng Hữu Xứng thì cũng phải nói tới ông nội tôi một tí. Là ông nội tôi là Hoàng Hữu Bính. Thì cái chức vụ ông nội tôi đó, cái cuối cùng, chức vụ cuối cùng năm 1938 là Thái Thường Tử Khanh. Thế thì cái ông nội tôi cũng đặc biệt. Cái đặc biệt là sao? Ông là, tới khi ông là 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn còn sanh hạ cái ông chú tôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi mà cháu hơn ông là nhà có phúc. Để tôi chứng minh cái chuyện đó cho. Phải chưa? Ông 60 tuổi. Trong lúc đó nhớ nha. Ông chỉ ngồi thôi. Và cặp mắt không còn thấy. Ông phải như tôi, trong cái tình trạng như tôi. Mà tôi 68 tuổi. Thì 69 tuổi. Thì tôi vẫn đẻ được, sinh được cái đứa con 3 tuổi. Thế thì có phải là cháu hơn ông là nhà có phúc không? Thì nhân đây, tôi cũng rất vui là bởi vì những cái gì của ông nội tôi nhân cái dịp lễ Tết, thì ngày Tết thì ông nội tôi có làm bài thơ. Thì cái bài thơ đó cũng chỉ 4 câu thôi. Thì tôi xin được đọc lên để tặng tất cả thân thương, các đồng bào thân thương của mình ở tất cả các nơi trên thế giới và ở tại Việt Nam. Nhớ nhé, hết mão qua thìn sắn với khoai, xuân đi xuân lại thưởng xuân hoài, lá xanh góc thẳng ngoài sân trắc, nhụy thắm bông vàng cành bể mai. Và nhớ, ông nội tôi dặn rằng, đói cho sạch, rất cho thơm, sống với chữ hai chữ thanh bình, nghèo mà trong sạch. Bây giờ ông giàu rồi. Đúng rồi, tuy rằng giàu, nhưng mà chúng tôi vẫn có trong cái tâm tư, trong cái tâm lòng của mình vẫn sống sạch. Đừng tự lối chối lòng, đừng tự làm những cái điều gì đó mà không phải là cái người con cháu ông cha đã nhắn nhủ
và phải như vậy. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay người mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó là ông tỷ phú Hoàng Kiều. Trong những giây phút vừa qua, ông đưa chúng ta trở lại cuộc đời của ông sau năm 1975 với những công việc làm của ông và trong một cái thời gian để xây dựng một cái tương lai, một cái sự nghiệp ngày hôm nay. Và ông cũng không quên nhân cơ hội này nói đến tổ tiên và những cái công việc làm, có thể nói rằng là ông phải có bổn phận. Và đặc biệt ông vừa giới thiệu đến ông nội của ông, một trong những người đã làm cho ông phải nhớ mãi, sống nghèo khổ như thế nào cũng phải cần cho thanh bạch. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi trở lại với quý vị ở phần thứ ba và thứ tư. Quý vị xem chuyện tình của ông Hoàng Kiều sẽ như thế nào, và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.